Khánh Hoa xin kính chào quý vị khán giả của Vietface TV. Kính quý vị, gây quỹ cứu trợ cũng như là giúp đỡ nhân đạo là một trong những hành động, một trong những công tác rất là phổ biến của cộng đồng chúng ta hiện nay. Đó là những hành động san sẻ tình cảm, san sẻ một số tài chánh của những người thành công, những người có nhiều dư giả về tài chánh, muốn san sẻ những tình thương đó đến cho những người kém may mắn hơn trong cuộc sống. Và quý vị, trong buổi talk show ngày hôm nay, Khánh Hoàng sẽ mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với Khánh Hoàng cùng với nhóm Gia Lai Team. Đây là một hành động gây quỹ rất là mới mẻ so với cộng đồng Việt Nam chúng ta, nhưng mà cũng khá quen thuộc so với cộng đồng mạng. Mời quý vị gặp gỡ hai thành viên trong Gia Lai Team. Đầu tiên đó là anh Sang Trần. Khánh Hoàng, xin chào anh Sang Trần. Dạ, chào anh Khánh Hoàng và chào khán giả của đài Vietface TV. Kế bên anh Sang Trần đó là anh Vinh Hồ. Chào anh Vinh Hồ. Chào anh Khánh Hoàng and chào khán giả của Vietface TV. Đây là một cái phương thức mà gây quỹ cứu trợ và fundraising, có thể là Khánh Hoàng đã chia sẻ là rất là mới đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta, nhưng mà khá quen thuộc đối với cộng đồng bạn. Anh có thể cho quý vị khán giả biết những cái công tác từ thiện của anh là như thế nào không? Gia Lai Team là một nhóm bạn bè chung với nhau trong vòng mười mấy năm qua, đã quen biết rất là lâu năm. Và sau những năm mà làm ăn vất vả thì đến ngày hôm nay thì Gia Lai Team là những người rất là thành công trên nước Mỹ, trong đó có anh Vinh. Và công ty của Sang là Goldstream từ Toronto, Canada. Thì anh em mới là một buổi họp, mình sẽ tìm ra một cái buổi họp để mà mình có thể là trao đổi kinh nghiệm với nhau và có những ý kiến riêng, mình có thể giúp đỡ lẫn nhau, và mình làm một cái fund, một cái quỹ để mà để làm giúp đỡ những người nghèo khó ở tại Mỹ và ở Việt Nam. Từ khi nào thì cái nhóm của tụi anh đã bắt đầu có ý định thành lập ra Gia Lai Team sau mười mấy năm quen biết và làm ăn chung với nhau? Vinh anh Sang thì sau bao nhiêu làm ăn chung thì cái niềm đam mê của Vinh là siêu xe. Thì cái mộng của Vinh là làm, Vinh cũng tị nạn qua đây. Thì cái mục đích của Vinh thì làm một ngày đó mình sẽ được cái cơ hội sẽ như người ta. Thì sau bao nhiêu làm ăn khó khăn thì Vinh có cơ hội. Lúc đó tụi Vinh cũng có tham gia một cái chương trình, cái show mà Exotic call là One of Top in the World, Number One in the World, là kêu là Gold Rush Rally. Thì cái niềm mà đam mê xe thì ai cũng biết cái Gold Rush Rally. Cái Gold Rush Rally là tập trung khoảng chừng là 100 xe hàng năm. Năm đây thì Vinh cũng rất là may mắn tham gia. Họ bắt đầu từ Vegas và end up từ New York. Thì cái hành trình là 3,500 mile. Thì lúc đó thì cái cách làm việc của người Mỹ là vậy, những cái group của người bạn hợp lại, chẳng hạn như anh có 5-7 người, 8-9 người tập trung thành 100 chiếc xe. Thì trong cái group đó là cái team của anh, anh phải làm sao cho nó khác những cái team khác, để anh challenge với team khác. Thì có những cái người nước ngoài về rất là nhiều, bên Europe qua, Ý qua, Pháp qua. Thì Vinh được cái may mắn là có được cái financially với lại được cái sự ủng hộ của anh em. Thì lúc đó mới hợp lại. Vinh được cái sự tin tưởng của trong cái nhóm bạn bè làm ăn chung, chẳng hạn anh Sang, mấy người partner với Vinh, thì bầu ra cái tên. Thì lúc đó là quê quán của Vinh Gia Lai. Thì anh em Vinh là người đứng ra kêu gọi mọi người, thì lúc đó mới kêu Gia Lai Team được thành lập. Nghe cái tên thì Khánh Hoàng thấy là nó có cái tên rất là quen thuộc đối với relay với Việt Nam, là một cái đội bóng gì bên Việt Nam đó là Hoàng Anh Gia Lai. Cho nên Khánh Hoàng cũng là rất là tò mò, muốn biết cái Gia Lai là như thế nào, mà tại sao lại các anh lại đặt tên Gia Lai cho cái team của mình. Như là anh chia sẻ đó là đa số các thành viên đều xuất thân từ Gia Lai. Thực ra Vinh với em Vinh vài người xuất thân từ Gia Lai, nhưng mà Vinh là người kêu gọi anh em lại. Thì cái Gia Lai Team để mình làm, để mình làm something là để cho khác người ta. Đúng thì rồi. Mình là người Việt Nam, là mình không muốn lấy Việt Nam thì chung quá, too common. Cho nên mình muốn lấy một cái nơi Vinh sinh ra lớn lên. Thì lúc đó mình có những cái người chuyên môn design cho mình. Thì lúc đó mình mới vẽ ok Việt Nam là đại diện gì, mình muốn cho cả thế giới biết là bản đồ. Thì mình mới có cái khái niệm là vẽ cái bản đồ. Thì trong cái bản đồ có một cái ngôi sao. Đó là cái vị trí của nước Việt Nam, là thành phố của Gia Lai, thân yêu của mình lớn lên tại đó. Rồi beside that là có hai cái hòn đảo. Thì trong cái hoàn cảnh, cái thời điểm rất là nhạy cảm, là
Hoàng Sa, Trường Sa. Đúng thì rồi. Trung Quốc lấn chiếm để lấy cái hai hoàng đảo đó, ý mạnh hiếp yếu. Thì lúc đó anh em Gia Lai họp lại, mình phải làm một cái gì đó để cho cả thế giới, trước mắt là cho cộng đồng người Việt, thứ nhì cả thế giới biết là đây là Hoàng Sa, đây là Trường Sa của nước đất nước Việt Nam, thuộc về nước Việt Nam. Thì cái cuộc hành trình được bắt đầu là được cả cộng đồng thế giới rất là ủng hộ. Wow, đát, đát, người ta rất là nhìn đấy, ủa hai cái hot trên đó là gì? Đó là có cơ hội là tất cả những anh em trong team Gia Lai đứng ra giải thích cho người ta biết. Anh Sang Trừng có nói rằng các thành viên của Gia Lai Team đa số là các doanh nhân thành đạt, thành công mới có cơ hội tham gia vào nhóm này. Như vậy trong nhóm Gia Lai Team hiện giờ thì đã có bao nhiêu thành viên rồi, và đã có bao nhiêu chiếc xe đang diễu hành của các thành phố rồi thưa anh? Thành viên của Gia Lai là đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và Canada. Không chính xác là phải từ Gia Lai mới được gia nhập cái đội team này. Gia Lai, cái người thành lập ra Gia Lai Team là anh Vinh Hồ. Anh Vinh Hồ thì anh đã vài số người, vài số người. Còn Sang là ở Toronto, Canada. Em đến thành phố Cleveland, Ohio. Ở Florida. Cincinnati, Ohio. Đến Virginia Beach, Virginia. Atlanta, Georgia. Em tên Đức, đến từ Cincinnati, Ohio. Em Hoàng, em đến từ Fort Lauderdale ở Florida. Alan from Miami Beach, Florida. Kenny from Miami Beach. Và khi mà gia nhập vào Gia Lai Team thì cần phải có một tiêu chuẩn gì không anh? Có một tiêu chuẩn gì ngoài cái xe phải đẹp, phải sang sang không? Nói chung cái xe là không phải là sang nhất mà đẹp nhất. Mà nó là một cái gì đó để chứng tỏ gắn kết với nhau, gắn kết với là một cái chứng tỏ người Việt Nam thành công trên nước Mỹ. Đúng, không rồi. Thua gì một người ở ngoại quốc. Khi các bạn thấy các anh lái những chiếc xe đó, thực sự các bạn là người Việt Nam, các bạn cảm thấy rất là hãnh diện. Bởi vì những sự thành công của các anh, sự thành công của người Việt là một điều hãnh diện cho tất cả người Việt. Và chúng ta hãy xem đó như là một cái sự phấn đấu. Phấn đấu cho bản thân mình, có thể phấn đấu không được thì mình động viên con cháu mình phấn đấu hơn để được thành công như các anh. Và cái điều quan trọng hơn nữa là cái tấm lòng bác ái. Không phải các anh, mặc dù các anh lái xe đi qua thành phố này, đi qua thành phố kia, chỉ là cuộc diễu hành đi chơi thôi, nhưng mà qua đó thì các anh có thể nói cho mọi người biết, những người Mỹ, những người bản địa biết, những cái tấm bản đồ ở trên cái xe mà các anh đã ghi, đã vẽ lên trên đó, Hoàng Sa, Trường Sa như là anh Vinh mới chia sẻ, là giúp cho mọi người biết là hai quần đảo là của Việt Nam và không thể nào từ chối cái điều đó. Đúng. Và người ta xem những xe thì người ta biết những người Việt Nam đang sở hữu những chiếc xe đó. Đúng. Và người ta cũng có sẽ cách nhìn khác về người Việt Nam. Không phải là người Việt Nam chúng ta bị lệ thuộc nước Mỹ nhiều quá, và người Việt Nam chúng ta cũng có những thành công đáng kể tại nước Mỹ này, phải không thưa anh? Mình rất là đồng ý anh Khánh Hoàng. Và trong cái vấn đề gây quỹ thì các anh đã thành công rồi, các anh đã có những chiếc xe lực sang rồi. Như vậy gây quỹ bằng cách nào và lấy tiền từ đâu ra để mà giúp những cái công việc mà các anh dự định sẽ giúp đỡ? Câu hỏi anh Khánh Hoàng rất là hay. Thì rất là nhiều người rất là tò mò đấy. Thì trong cái team Gia Lai thì họp lại khoảng chừng chuyến ra đi khoảng chừng 27 chiếc. Thì ngoài cái tiền chi phí ra cho cái hành trình đây là anh em sẽ cộng lại chia ra. Còn ngoài ra là tất cả trước khi làm member, hồi nãy anh có hỏi, anh Sang có hỏi đó, là không phải anh có xe đạp nhưng mà anh phải cần một cái tấm lòng trước. Thì bên qua cái sự đồng ý của những cái team leader của Gia Lai, chẳng hạn như cái team Gia Lai được thành lập như vậy, ngồi ra đi chơi, Vinh cũng muốn làm những điều ý nghĩa cho những người không được may mắn. Thì tất cả những cái logo dán trên những chiếc xe là hiện giờ là trong cái group của Gia Lai Team. Chẳng hạn như anh Khánh Hoàng hồi chiều thấy cái logo để Gulfstream Plastic, trong những cái logo đó anh sẽ thấy Anthony Vince, thì đó là một trong những điển hình công ty của Vince. Hay là thấy Venetian là cũng partner trong cái công ty. Hay là thấy Construction là sữa ông chúa, sữa ông chúa là tất cả những người bạn với nhau, là lấy những cái tiền đó của từ cái túi của Vinh, từ cái túi của anh Sang, là bỏ ra một cái foundation. Thì cái foundation sẽ chia ra trong cái công ty, có những cái người lo về những cái hội đó sẽ chia cái đồng tiền nó ra cho những cái hội mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Rồi tụi Vinh cũng sẽ tận tay, ráng hầu như tận tay để giao cái đồng tiền đó lại cho những cái hội, những người cần giúp đỡ. Cần giúp đỡ. Cảm ơn anh.